Lần đầu tiên xin chào tất cả các anh chị, các bạn. Xin tự giới thiệu, chúng mình là ban nhạc The Veranda, hay còn gọi là Hàng Hiên Hội. Thì chúng mình ở đây có 4 người như các bạn cũng thấy, và mình sẽ giới thiệu lần lượt tên các thành viên ở trong ban nhạc. Giới thiệu với các bạn, đây là bạn Tín, lead guitarist của ban nhạc. Mình là Trâm Anh, như các bạn thấy mình kiêm vừa vocal, vừa hát, vừa chơi bass. Bên cạnh mình là Đăng, chơi rhythm guitar. Và cuối cùng là Quý chơi trống, nhưng mà bởi vì cái quy mô của sân khấu không cho phép, cho nên là không thể nào vác cả bộ trống lên đây được. Đương nhiên thì Quý sẽ chơi ca dông hôm nay. Có lẽ là giới thiệu để biết chúng mình biết với nhau như vậy là đủ. Thế thì bây giờ chúng mình sẽ xin phép chơi bài hát đầu tiên. Nếu mà ai có theo dõi chúng mình trên Facebook hoặc là SoundCloud thì chắc là các bạn cũng biết bài này. Bài đầu tiên chúng mình muốn gửi đến các bạn là bài hát tên An. Thank you.
đây là một trong số ít các bài hát là đánh dấu cái sự phối hợp của tất cả thành viên trong ban nhạc, và đây là bài hát có tên Con Quái Vật Màu Trắng. Chơi một bài của chúng mình viết. Đây là một trong những bài đầu tiên viết ở dưới hàng hiên đấy. Bài này thì cái không khí nó sẽ khác với hai bài trước một chút. Bài này có tên là U Ám.